Xin chào các bạn. Thế trận Bình Phong Mã là thế trận phòng thủ rất chắc chắn và phản công mạnh mẽ khi đối phó với pháo đầu. Nhưng ở trong video này thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn một đòn phi đao rất là hay và hiệu quả để phá tan trận Bình Phong Mã của bên đi hậu nhé. Bên đỏ đi tiên chơi pháo đầu, bên hậu đỡ Bình Phong Mã. Lúc này thì hai bên đã hình thành nên thế trận pháo đầu đối Bình Phong Mã rất cơ bản phải không ạ? Đến đây thì như thông thường thì bên đỏ sẽ đi các phương án như là thúc binh 3, binh 7 hoặc là lên mã trong, mã 8 tấn 7. Nhưng ở đây bên đỏ đã lựa chọn phương án rất cổ điển đó là nhảy mã biên, mã 8 tấn 9. Phương án nhảy mã biên này thì trước đây chỉ có cờ giang hồ người ta hay sử dụng thôi. Vì con mã nhảy lên biên thì trung lộ nó bị mỏng yếu, rất dễ bị bên Bình Phong phản đòn, cho nên các kỳ thủ chuyên nghiệp nghiên cứu chính quy thì ít ai người ta dùng phương án này lắm. Nhưng trong một số trường hợp thì con mã biên lại phát huy rất là hiệu quả. Thì đến đây bên Bình Phong lựa chọn phương án là thúc binh 7 tấn 1 lên. Ở đây bên đỏ thúc tốt 9 lên, mục đích là để nước sau sẽ nhảy mã lên để xe bắt pháo. Nên bên đen đối phó bằng nước thoái con pháo 9 thoái 1. Để nếu mà bên đỏ nhảy mã lên ấy, thì bên đen sẽ bình pháo để giữ pháo. Ý tưởng là để khâu xe mã của bên đỏ luôn, đang đe dọa là vật pháo chiếu tướng rồi pháo bắt xe, buộc bên đỏ phải tìm phương án đối phó. Nhưng nào ngờ bên đỏ không những không chạy xe đi mà đi một nước rất bất ngờ dành cho bên đen, đó là nước xe 8 tấn 1 phế xe. Ở hình cờ này bên đỏ chưa có bất kỳ một quân nào tiến được sang đất của đối phương. Hình thế tấn công thì cũng chưa có gì là rõ ràng, thế mà lại dám liều mạng phế quân chủ lực mạnh nhất của mình. Đến ngay cả một danh thủ cờ tướng khi cầm bên đỏ ở trong tình huống này cũng chưa chắc đã đi một nước liều lĩnh như vậy. Bên đỏ có nước đi thần sầu như vậy liệu có tính toán gì chăng? Chúng ta cùng xem tiếp nhé. Phim hay thì bao giờ đoạn hay nó chả nằm ở đoạn cuối. Sau khi bên đỏ dâng hiến con xe vào miệng như này thì bên đen quyết định lấy xe. Cứ ăn đã rồi tính tiếp. Sau khi phế xe thì bên đỏ đã điều được con mã 3 lên vị trí đẹp, thuận lợi để tấn công và ngay lập tức nhảy mã 5 tấn 6 lên để bắt mã đen. Lúc này thì bên đen có 4 phương án để lựa chọn để đi ở trong tình huống này. Chúng ta sẽ xem đến từng phương án nhé. Phương án số 4 là đen lên xe giữ mã như này. Rồi chúng ta đã xem qua đến phương án số 4 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp đến phương án số 3 ở trong tình huống này nếu bên đen đi thoái mã cung như này nhé. Nếu bên đen đi thoái mã cung như này thì bên đỏ sẽ tiến xe khóa mắt tượng. Thank you.
Rồi ok, như vậy là chúng ta đã xem đến phương án thứ 3 và thứ 4 ở trong tình huống này rồi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ xét tiếp đến phương án bên đen, bây giờ đi phương án số 2 là thoái mã 3 thoái 1 như này. Nếu bên đen thoái mã 3 thoái 1 như này thì bên đỏ sẽ tiếp tục tiến xe khóa bắt tượng. Vừa khóa bắt tượng để mã bắt tượng ngũ mà vừa để xe bắt mã. Lúc này, sau khi bên đen đá sĩ 5 tấn 4 lên để tránh nước chiếu tướng của bên đỏ thì bên đỏ có một nước đi rất độc ác, đó là nước xe 4 bình 5 phế xe. Đòn phế xe của bên đỏ quả thật không dễ để có thể nhận ra. Với những tính toán thông thường thì không thể nào đi được một nước cờ kinh khủng như vậy. Và ở tình huống này, sau nước phế xe chết người của bên đỏ thì bên đỏ đang phục đòn nhảy mã 6 tấn 7 là sát cục. Bên đen nhìn thấy tướng chết nhưng lực bất tòng tâm, không có phương án nào chống đỡ được. Có ăn sĩ lên ấy, thì vẫn chết như thường thôi. Như vậy là nếu như bên đen đi các phương án 2, 3, 4 thì đều nhận thất bại thảm hại rồi. Chỉ còn phương án khả dĩ cuối cùng ở trong tình huống này là xe 8 tấn 1 thôi. Mục đích của nước xe 8 tấn 1 là để phòng thủ bên đỏ tấn xe khóa bắt tượng. Bây giờ bên đỏ không tấn xe được nữa thì liền nhảy mã đạp tốt. Lúc này đỏ bình pháo 7 bình 6 chuẩn bị vỗ xe chiếu thì đen không thể lên tướng được nhá. Vì nếu lên tướng thì sẽ thua nhanh. Vì vậy ở trong tình huống này thì bên đen sẽ nhảy mã lên để đấu con mã ngoạ tàu nguy hiểm của bên đỏ này. Và sau khi bên đen thoái mã để đấu mã như này thì bên đỏ sẽ bình xe để chiếu tướng này. Ở đây bên đỏ thoái pháo về là đang phục đòn sát với song pháo. Lưu ý là lúc này bên đen sẽ không rời con xe khỏi vị trí này được nhá. Vì nếu rời con xe khỏi vị trí này thì bên đỏ sẽ có nước vỗ xe chiếu là sắt cục. Nên lúc này bên đen sẽ phải ăn mã đỏ thôi. Nhưng ăn mã thì cũng chết như thường thôi. Ở trong ván đấu này, bên đỏ đã sử dụng trận pháo đầu, liên tiếp phế quân công sát dã man, tạo sát cục đẹp mắt. Trước thì phế xe, rồi lại tiến xe khóa mắt tượng, sau lại nhảy mã lên, tấn công tới tấp vào đối tượng của bên bình phong. Nhanh chóng kết liễu trận đấu khi đối phương còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những đòn thế này thì các bạn có thể áp dụng trong thực chiến khi chơi cờ nhé. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy hay thì đừng quên like, share, subscribe để ủng hộ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.